Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 6 trang 19, sách Chân Trời Sáng Tạo. Hai La Mã tiếng Việt. 1. Thế nào là từ đồng âm? Em hãy cho ví dụ và giải thích để làm rõ. Thì từ đồng âm trong tiếng Việt là những từ phát âm giống nhau hay có cấu tạo âm thanh giống nhau. Nhưng nghĩa thì từ lại hoàn toàn khác nhau. Gọi ngắn gọn là từ đồng âm khác nghĩa hay đồng âm dị nghĩa. Ví dụ, đôi môi, môi giới. Đôi môi, môi ở đây là danh từ chỉ bộ phận trên khuôn mặt của con người. Còn môi giới, môi ở đây là động từ chỉ người trung gian. Tiếp theo số 2 nhỏ, thế nào là từ đa nghĩa? Em hãy cho ví dụ và giải thích để làm rõ. Từ đa nghĩa cách gọi khác là từ nhiều nghĩa, là những từ có một số nghĩa biểu thị những cái đặc điểm, thuộc tính khác nhau của một đối tượng, hoặc biểu thị những đối tượng khác nhau của thực tại. Hiện tượng từ đa nghĩa được quan sát thấy ở hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới. Ví dụ, từ đi trong tiếng Việt là một từ đa nghĩa, nó vừa có nghĩa gốc là dịch chuyển bằng hai chi dưới. Tôi đi rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp anh ấy. Vừa có nghĩa chuyển là một người nào đó đã chết, anh ấy đi ra đi mà không kịp nói lời trăn trối. Tiếp theo câu số 3, đọc các câu sau. Anh mong đợi ngày cha con gặp mặt, con thân yêu người bạn nhỏ của cha. Rửa tay, rửa mặt rồi ăn cơm con nhé. A. Giải thích nghĩa của từ mặt trong hai ví dụ trên. B. Nghĩa của từ mặt ở hai ví dụ trên có liên quan với nhau không? C. Từ mặt trong hai ví dụ trên là hai từ đồng âm hay một từ đa nghĩa? Thì ở đây ở câu A, từ mặt. Mặt là phần phía trước từ trán đến cằm của người hay phần phía trước của đầu con thú, nơi có các bộ phận như mắt, mũi, mồm. Còn ở câu B, nghĩa của từ mặt ở hai ví dụ trên có liên quan với nhau. C, từ mặt trong hai ví dụ trên là một từ đa nghĩa. Tiếp theo câu 4, đọc câu sau và thực hiện các yêu cầu. Con ngựa đá, con ngựa đá. A. Giải thích nghĩa của từ đá 1 và từ đá 2 trong câu trên. B. Từ đá trong câu trên là một từ đa nghĩa hay các từ đồng âm, dựa trên cơ sở nào để em xác định như vậy? Thì ở câu A, đá 1 là đưa nhanh chân và hất mạnh nhằm làm cho bị tổn thương hoặc là cho văng ra xa. Còn đá 2 là chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, thường thành từng tảng, từng hòn. Câu B, đá trong câu trên là hai từ đồng âm vì nghĩa hoàn toàn không liên quan với nhau. Tiếp theo câu 5, đọc câu đố và thực hiện các yêu cầu sau. Mồm bò không phải là mồm bò mà lại là mồm bò. Đố là con gì? Giải thích nghĩa của các từ bò trong câu đố trên. Theo em, câu đố nói đến con vật nào? C. Dựa vào hiểu biết về hiện tượng đa nghĩa và đồng âm, em hãy chỉ ra điểm thú vị trong câu đố trên. Thì ở trong câu A, nghĩa của từ bò. Bò 1, bò 3 là di chuyển thân thể ở tư thế bụng áp xuống bằng cử động của toàn thân hoặc của những chân ngắn.
Còn bò hai là động vật nhai lại, chân có hai móng, sừng rỗng và ngắn. Lông thường vàng, nuôi để lấy sức kéo ăn thịt hay là lấy sữa. Câu B, câu đó nói về con ốc sên. Như vậy, câu đố trên thì câu đố này nói về con ốc sên. C, điểm thú vị trong câu đố trên là tác giả dân gian đã khéo léo khai thác cái hiện tượng đồng âm. Các từ bò trong câu đố trên là hai từ đồng âm khác nghĩa. Tiếp theo câu 6, hãy viết một đoạn văn ngắn nói về tình cảm gia đình, trong đó có sử dụng từ đa nghĩa. Thì ở đây cô sẽ ví dụ một cái đoạn văn ngắn nói về tình cảm gia đình. Trong đoạn văn này thì có sử dụng từ đa nghĩa. Trong cuộc đời của mỗi người đều có nhiều điều đáng kể để chúng ta trân quý. Tức là trong cuộc đời của mọi người có nhiều điều đáng để chúng ta trân quý. Một trong những cái điều ấy chính là cái tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng máu mủ huyết thống và sống chung với nhau dưới một mái nhà. Rộng hơn, đó còn là sợi dây kết nối những con người dẫu không chung cội rễ nhưng luôn gắn bó yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng dù hiểu theo cách nào thì tình cảm gia đình vẫn là món quà thiêng liêng và quý giá nhất mà chúng ta có thể có được. Thiếu đi cái thứ tình cảm ấy, trái tim ta sẽ dần bị bóp nghẹt bởi cái cảm giác cô đơn, lạc lõng và cứ mãi bơ vơ trên nẻo đường tìm kiếm hạnh phúc. Vậy nhưng, đâu phải ai cũng biết trân trọng tình cảm gia đình. Một số người cứ chạy theo tiền tài, danh vọng hay những mối quan hệ phù phiếm, để rồi khi nhận ra xung quanh chẳng còn một cánh tay nào sẵn sàng nắm lấy mình, đã không còn cơ hội nào cho họ sửa chữa thì tất cả đã quá muộn. Để tránh đi vào những vết xe đổ ấy, ngay từ hôm nay mỗi chúng ta cần dành tâm sức để giữ gìn tình cảm gia đình từ những cái hành động thường ngày. Một lời chúc nhẹ nhàng mỗi buổi sáng, một bữa cơm ấm áp trong ánh chiều tà, một bông hoa thơm nhân ngày đặc biệt. Những việc làm nhỏ thôi nhưng chắc chắn sẽ giúp ngọn lửa gia đình mãi cháy sáng, soi đường và sưởi ấm cho bạn đến hết cuộc đời này. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của sách Chân Trời Sáng Tạo. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.